Công Hùng. Hôm nay mình sẽ review chi tiết chiếc xe CBR 650R cũng như là trải nghiệm sau 4 ngày mình đã chạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi xin mời các bạn. Đầu tiên là thiết kế đầu đèn. Đầu đèn thì nó rất là giống theo kiểu đàn anh của nó là CBR 1000R. Đầu đèn là cái ăn điểm đầu tiên. Tiếp theo là vụt upside down. Vụt này là mới nâng cấp bản 2019. Còn bản phiên bản trước thì nó vẫn là vụt ống lồng. Vụt này cũ sâu qua luôn. Cùng công tắc thì gồm có những cơ bản hazard, kèn, cốt pha, passin, xi nhan và có nút điều khiển được traction control, tắt bật traction control. Bên tay bên này thì đơn giản hơn thì có tắt mở máy khẩn cấp nè, rồi nút đề. Màn hình thì màn hình LCD. Bật thử cho các bạn xem nha. Đó, màn hình LCD ha. Hiển thị tương đối rõ khi đi ngoài nắng. Và hiển thị chế rất đầy đủ chế độ, ví dụ như là traction control nè, rồi báo nhớt nè, báo máy nè, ABS nè, rồi hiển thị số, số km, ngày giờ. Và đây là những cái lựa chọn cho mình, ví dụ như là mình sẽ xem về số km trên lít hoặc là số lít trên 1 km, tính vận tốc trung bình, thời gian sử dụng xe. Rồi bên đây thì mình có là tổng số km trên xe, chip A, chip B và tất cả các thông số khác, ví dụ như là tua máy, rồi xăng, được hiển thị hết toàn bộ trên đây. Đây là một điểm cộng rất lớn so với phiên bản đời trước. Gồ ghề, những cái đường nét này rất là mạnh, tạo cho cảm giác như là chiếc xe mình rất là khỏe khoắn. Đây những đường nét của nó. Cục máy thì tương đối là sử dụng chung với lại cục máy cũ, nhưng theo nhà sản xuất thì nó đã được tinh chỉnh lại một số thứ để tăng thêm 5% so với phiên bản đời trước. Yên là một trong những cái phần mà mình cảm như là thích nhất. Vì thường là những chiếc sport thì nó sẽ có những cái yên cao, làm cho người ngồi trước và người ngồi sau cảm giác rất là khó chịu khi mà ngồi chung với một chiếc xe. Thì cái yên này nó ngồi rất là thoải mái và nó rất là thấp. Đã thấy không? Rất là thấp. Nên là người ngồi trước và người ngồi sau ngồi chung với nhau không có nhiều cái khoảng cách, nên là cảm giác như là nó thoải mái hơn là những cái xe sport mà có cái yên rời được cao quá. Phục thì dạng monoshock. Lớp trước lớp sau thì là 120, 180. Nó cũng sử dụng chung với lại đời trước. Về phục sau, bô thì một điểm trừ của dòng CBR 650R mới là bô là nó dính liền với lại bầu bô luôn, nên những anh em nào mà có ý định mà thay bô thì bắt buộc phải cắt bầu để mà nó ra bô mới luôn. Về
về phần động cơ khi di chuyển trên đường, quả thật Honda đã tinh chỉnh lại cho chiếc này thành một chiếc Sport City. Nó chạy cảm giác như là rất là êm mái và mượt mà từ số cao đến số thấp trong thành thị. Và đặc biệt là nó có traction control nên là mình rất là an toàn trong việc sử dụng trong phố và cũng như là đường đông khi mà tham gia giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh này. Về phần đuôi đèn thì Honda CBR dường như là hiểu ý được tất cả anh em là mình sẽ vuốt đuôi khi mà mua xe về. Thì Honda cũng đã làm sẵn bốn cái ốc ở đây để mở ra và dứt cái phần đuôi này ra thôi, rất là dễ dàng cho anh em khi mà anh em muốn vuốt đuôi. Mình có lời khuyên cho các bạn muốn mua xe mô tô, đặc biệt là chiếc CBR 650R này, thì các bạn hãy mua đi vì nó đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn về đi hàng ngày, có thể là đi tour, chở người yêu hoặc chở vợ đều rất ok. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình để đón nhận thêm nhiều video clip về xe phân khối lớn nhé. Bye bye, mình sẽ đi chơi tiếp đây.